chương 31. Người đại diện uy hiếp, cầu 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 hoa tươi nguyệt phiếu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hôm qua từ Hải Thành về tới Đô Thành, đã là hơn 10 giờ đêm, ngủ tự nhiên tương đối trễ. Nhưng Lý Tâm Vũ bảy điểm liền lên tới. Đại bộ phận nghệ sĩ là dựa vào mặt ăn cơm. Phải gìn giữ hình thể, bảo dưỡng da thịt, trừ nhất định phải vận động cùng hóa trang mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài, quy luật làm việc và nghỉ ngơi là tương đương tất yếu. Sạch sẽ vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm, hơi hóa xuống trang điểm, sau đó Lý Tâm Vũ liền mở ra vừa mua A4 về tới Tinh Vũ công ty giải trí. Làm là một cái tam tuyến minh tinh, nhiều ít là có điểm đặc quyền, Lý Tâm Vũ là không cần ngày ngày hội ký kết công ty quét thẻ đi làm. Lần này trở lại công ty là người đại diện gọi nàng trở lại. Cùng mấy cái quen thân đồng dạng là ba bốn tuyến minh tinh nghệ sĩ đánh cái chào hỏi sau lý tâm vũ đi tới người đại diện cửa phòng làm việc đang muốn gõ cửa môn đi theo liền mở ra từ phòng làm việc ra tới là dĩnh tỷ tinh vũ giải trí một đường minh tinh điện ảnh phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực phát triển cũng là lý tâm vũ người đại diện số một ký kết nghệ sĩ gần nhất công ty tận hết sức lực đem tài nguyên đặt ở nàng trên thân cash in quảng cáo cái gì đương nhiên là không thiếu dĩnh tỷ đi thông thả, ngươi lần này điện ảnh hiệp ước, ta sẽ trước tiên theo vào, nhất định cho ngươi tranh thủ tốt nhất đãi ngộ. Bình thường tại hai ba tuyến nghệ sĩ trước mặt, thích bày ra một trương mặt lạnh người đại diện Chu Binh, đối dĩnh tỷ cái này một đường minh tinh điện ảnh, lại là mặt khác một cái hoàn toàn khác biệt thái độ. Lý Tâm Vũ không khỏi âm thầm hâm mộ. Dĩnh tỷ, kỳ thật cũng liền là 23-24 tuổi, tính toán ra, Chu Binh trọn vẹn lớn hơn nàng 10 năm. Nhưng bao gồm chu binh tại bên trong, to lớn một cái tinh hải giải trí, tối thiểu chính thành chín người đều muốn gọi nàng một tiếng tỷ. Ngành giải trí, nhất là nghệ sĩ, cơ bản là không lấy tuổi tác cùng tư lịch bàn về bối phận. Lý Tâm Vũ cũng chỉ có thể hâm mộ. Dù sao nhân gia tỷ chữ, thế nhưng là chân kim bạch ngân đổi về tới. Nếu như nàng cũng có thể cho công ty mang tới hàng năm vượt qua 3.000 vạn trích phần trăm, quản chi là công ty bộ môn giám đốc đều sẽ khách khí gọi nàng một tiếng Vũ tỷ. Hiện tại, Lý Tâm Vũ tự nhiên không cách nào cùng Dĩnh tỷ so sánh. Đối phương từ bên người nàng đi qua thời điểm, liền nhìn đều không có nhìn nàng một cái. Chu Bình đưa đi Dĩnh tỷ sau, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm xuống tới, lạnh lùng nhìn Lý Tâm Vũ một cái. Người tiến đến, trực tiếp về tới ghế làm việc ngồi xuống Chu Bình, cũng không có khiến Lý Tâm Vũ ngồi xuống. Mà là mặt đen lên nói ra, hôm qua ngươi đi nơi nào? Thế nào điện thoại không nhận, phát tin tức cũng không trở về? Lý Tâm Vũ một mặt ấy nấy nói ra. Ta hôm qua đi Hải Thành, mua một cổ xe thuận tiện xuất nhập. Điện thoại rơi vào khuê mật gia, quên mang ra ngoài. Bên ngoài trên, Minh Tinh phụ trách đem việc làm tốt, sau đó thu thù lao, người đại diện thì phụ trách tiếp nhận công việc, sau tại Minh Tinh thù lao bên trong chiếc khấu, hai người quan hệ là bình đẳng hợp tác quan hệ nhưng sự thực trên, chỉ cần là hợp tác, liền nhất định là có cường thế cùng yếu thế. Rất hiển nhiên. Chu Binh tại Vĩnh Tỷ trước mặt, nằm ở yếu thế địa vị. Tại Lý Tâm Vũ dạng này tam tuyến tiểu minh tinh trước mặt, là tuyệt đối cường thế. Hắn lạnh lùng nói ra. Nếu là mỗi một cái nghệ sĩ cũng giống như ngươi dạng này, chúng ta người đại diện còn thế nào cho các ngươi tiếp hiệp ước? Vạn nhất nói chuyện tốt, lại không tìm được người, ngày sau người nào còn có thể cùng ta hợp tác lý tâm vũ căn bản không dám phản bác thật xin lỗi lần sau ta sẽ không dạng này chu binh hừ hừ ném cho lý tâm vũ một phần văn kiện tam hà ảnh nghiệp gần nhất muốn kế hoạch quay một bộ đại đầu tư điện ảnh đây là ta cho ngươi tranh giành lấy xuống hiệp ước ngươi nhân vật mặc dù chỉ là thứ bảy nữ phụ nhưng lời thoại cùng lộ diện số lần đều không ít mà còn không cần thử sức C cũng không sai, thuế sau 180 vạn. Lý Tâm Vũ tức khắc đại hỷ, nghĩ không ra liền nhanh như vậy có thể tiếp điện ảnh. Cứ việc thứ bảy vai phụ, phần lượng sẽ không nhiều nặng. Nhưng đối màn ảnh lớn tân nhân tới nói, cái này đã là tương đương tốt nhân vật, chớ nói chi là các C tiếp cận 200 vạn. Quay phim điện ảnh, không bao lâu, nhất là dạng này vai phụ, thậm chí 3 năm ngày liền chụp xong cũng có khả năng, 180 vạn tương đương không sai. Lần trước nàng vỗ hai bộ phim bộ, trọn vẹn vỗ hơn nửa năm thời gian, mới 300 vạn thu vào. Tạ ơn Chu ca. Lý Tâm Vũ vừa muốn cầm văn kiện lên nhìn một chút, bỗng nhiên Chu Binh trầm giọng nói ra. Đợi chút nữa. Phần hiệp ước này rất là không sai, do đó ta hẹn bộ phim này đạo diễn cùng sản xuất ăn cơm, liền làm là cảm tạ bọn họ cho ngươi cái này cơ hội. Ngươi cùng ta cùng đi. Lý Tâm Vũ chần chờ một chút, Cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. "Chu ca, đêm nay ta có chút việc, nếu không hôm nào lại nói." Chu Binh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm trở nên cực độ nghiêm khắc. "Lý Tâm Vũ, ngươi cái này viện cớ dùng mấy lần? Ta nói cho ngươi biết, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đã ăn đến cơm này, liền biết muốn bỏ ra cái giá gì." Hắn âm trầm nghiêm mặt nhìn xem Lý Tâm Vũ. "Hôm nay ta liền nói rõ, chỉ cần ngươi bội bọn họ ăn bữa cơm ngủ một giấc liền có thể lấy được nhân vật này sau đó còn sẽ có thêm cơ hội nữa thậm chí có khả năng mượn bộ phim này một pháo mà hồng đây là một bộ hai cái ức đầu tư đại chế tác nếu là hôm nay ngươi không đi ta đoán chừng là hầu hạ không ngươi dạng này đại tiểu thư ta sẽ giải trừ chúng ta hợp đồng sau đó cũng không có cái khác người đại diện nguyện ý ký xuống ngươi dạng này nghệ sĩ lý tâm vũ sắc mặt tức khắc khó coi lên tới chu binh uy hiếp tuyệt không phải hợp với mặt ngoài làm là ngành giải trí thâm niên người đại diện chu binh có khá cường đại quan hệ mạng nếu như hắn lên tiếng tuyệt đại bộ phận người đại diện sẽ không không cho hắn mặt mũi này trước kia nghe nói có một cái tân nhân không nghe chu binh nói khăng khăng cùng chu binh giải ước chu binh quả quyết khởi tố tân nhân cần đối phương thanh toán to lớn tiền vi ước chi trả không nổi tiền vi ước nàng, không thể không ngoan ngoãn phục tùng Chu Binh an bài. Lý Tâm Vũ còn nghe nói, cái này tân nhân tại Chu Binh an bài xuống, bị mấy cái nhà đầu tư đồng thời ngủ. Bỏ ra như thế giá thật lớn tân nhân, kết quả lại chỉ lấy được một cái lời thoại đều không có mấy câu nhân vật, cuối cùng tiếp nhận không được áp lực điên. Nghệ sĩ, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn lên tới như vậy phong quan. Chu Binh ánh mắt lăng lệ đe dọa nhìn Lý Tâm Vũ hắn tin tưởng chỉ cần bản thân tế ra giải ước lợi khí này lý tâm vũ dạng này tam tuyến tiểu nữ tin là tuyệt đối tiếp nhận không được hắn áp lực một chiêu này hắn đã không biết thử qua bao nhiêu lần cơ hồ không có thất bại thời điểm đoán chừng đêm nay bản thân liền có thể cùng cái kia đạo diễn cùng sản xuất cùng nhau hưởng dụng cái này bề ngoài thanh thuần dáng người siêu cấp hỏa bạo vưu vật nào biết được lý tâm vũ chần chờ chốc lát ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị lên tới thật xin lỗi, Chu Ca, đêm nay ta thực sự có chuyện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 300 ức tài sản mỹ nữ tổng tài thêm nhóm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe đến Lý Tâm Vũ nói như vậy, Chu Binh sắc mặt trong nháy mắt đen đến muốn chảy nước tới. Rất tốt. Rất tốt. Thanh âm từ Chu Binh kẻ răng từng chữ từng chữ nặng ra tới, nghe lên tới đặc biệt làm người ta sợ hãi cho rằng vỗ hai bộ phim truyền hình làm cái nữ phụ cánh liền cứng nếu là không cho ngươi chút giáo huấn ngươi đều cảm thấy ta cái này người đại diện dễ khi dễ chu binh cười lạnh nhìn xem lý tâm vũ căn cứ chúng ta ký tên hiệp ước một ngày ngươi không nghe từ ta an bài phối hợp tuyên truyền ta có quyền giải trừ hiệp ước cũng thu hồi tương ứng đầu tư tại trên người ngươi tài nguyên tiền bồi thường lý tâm vũ sắc mặt không cách nào khống chế trắng bệch lên tới không sai nàng và chu binh ký tên người đại diện hiệp ước liền là dạng này bá đạo quản chi chu binh chủ động giải trừ hiệp ước lý tâm vũ cũng nhất định phải thanh toán chu binh tiền vi ước đây là người đại diện vòng tròn quy tắc ngầm đại bộ phận tân nhân ký tên hiệp ước đều là dạng này khác biệt chỉ là bồi thường kim ngạch đại tiểu mà thôi ký bồi thường kim càng nhiều người đại diện cùng công ty giải trí liền sẽ càng nhiều đem tài nguyên đặt ở các nạn trên thân. Tránh nghệ sĩ một ngày hồng, liền thanh toán tiền vi ước chủ động giải ước. Lý Tâm Vũ một không có bối cảnh, hai không có chỗ dựa. Nếu không phải là ký xuống cái này bá vương hiệp ước, rất khó có công ty hoặc là người đại diện nguyện ý đưa lên tài nguyên tại nạn trên thân. Đương nhiên, nếu như Lý Tâm Vũ có bối cảnh thực lực, có thể cùng Chu Binh thư kiện, rất có thể thắng kiện. Chu Binh thấy được Lý Tâm Vũ sắc mặt trắng bệch, tức khắc cười lạnh lên tới, thanh âm càng ngày càng lăng lệ. Ta cho ngươi bây giờ hai lựa chọn. Là đêm nay ngoan ngoãn bồi ta đi ăn cơm cũng không sao. Nếu không, ta giải trừ chúng ta hợp đồng, thu hồi một nghìn vạn tiền vi ước, sau đó tuyệt không có bất kỳ công ty giải trí hoặc là người đại diện sẽ ký xuống ngươi. Mặt khác, ngươi trực thuộc tinh vũ giải trí, cũng sẽ đối ngươi phát động kiện, thu hồi ngươi tạo thành tổn thất. Lý tâm vũ ký là song trọng hợp đồng, trước là trực thuộc tại công ty giải trí dưới cờ, sau đó lại bị công ty giải trí phân phối cho Chu Binh cái này người đại diện. Một ngày vi ước, cần đối mặt song trọng thu hồi bồi thường. Do đó, đại bộ phận hỏa nghệ sĩ, chờ tân nhân hiệp ước kết thúc, sẽ bản thân thành lập phòng làm việc, cùng người đại diện ký xuống hợp đồng mới, nắm giữ càng lớn quyền chủ động. Lý Tâm Vũ thân thể khẽ rung lên tới. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, hoàn toàn không để ý Chu Binh uy hiếp không nói tiếng nào xoay người đi ra phòng làm việc. Ầm à một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền tới. Cũng không biết Chu Binh phẫn nộ đập nát cái gì. Bên ngoài hai ba tuyến nghệ sĩ, ánh mắt kinh nghi hướng Chu Binh phòng làm việc cùng Lý Tâm Vũ nhìn lại. Đại bộ phận người thấy được Lý Tâm Vũ cùng Chu Binh đàm phán không thành, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Tại tất cả tam tuyến nghệ sĩ bên trong, Lý Tâm Vũ là có khả năng nhất trở thành hàng hai nghệ sĩ, công ty tài nguyên tương ứng nhiên về tại Lý Tâm Vũ trên thân, những người khác tài nguyên tự nhiên liền thiếu. Đối hàng hai nghệ sĩ tới nói, hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy một cái tiềm lực cực lớn tân nhân xuất hiện, uy hiếp các nàng địa vị. Không ít người vụng trộm, đối Lý Tâm Vũ không cần ném ra thân thể, liền có thể lấy được không ít tài nguyên, tâm lý là ước ao ghen tị số ít mấy cái cùng Lý Tâm Vũ bình thường quan hệ tương đối tốt nghệ sĩ, lúc này cũng phản phất đối Lý Tâm Vũ sợ như rắn chết Thậm chí không dám hướng Lý Tâm Vũ nhìn lại, vội vàng rủ sạch quan hệ. Chỉ có tầng tâm khả, một cái vừa mới ký tên hiệp ước tân nhân, còn không có sâu sắc cảm nhận được, ngành giải trí đủ loại cường đại quy tắc ngầm quy lực. Tại Lý Tâm Vũ đi qua bên người thời điểm, nàng thấp giọng hỏi nói. Vũ tỷ, tại sao cùng chu ca làm thành dạng này lý tâm vũ gắn gượng tinh thần hơi hơi hướng tận tâm khả gật gật đầu không có việc gì theo sau lý tâm vũ rời đi công ty về tới trên xe lấy điện thoại ra chuẩn bị cho hạ âu đánh qua một ngày chu binh nổi giận thẹn thành nổi giận khởi tố nàng dùng lý tâm vũ hiện tại tư sản là tuyệt đối chi trả không nổi tiền vi ước có thể giúp nàng chỉ có ngự tỷ không đàm tình hy vọng có thể mượn hạ âu quan hệ, cố sức thấp xuống vi ước bồi thường kim. Lấy điện thoại ra sau, Lý Tâm Vũ lại là ma xui quỷ khiến, mở ra siêu cấp cự phú g rút cha. Vừa xem xét, tức khắc khiến Lý Tâm Vũ chấn kinh đến trận mắt hốc mồm lên tới. Ba cái chó đại hộ, thế mà cho Diệp Phàm chuyển tiền 10 cái ức, liền là mua sắm nhóm thương thành thương phẩm. Lần trước, lão mã chuyển 3 ngàn vạn cho Diệp Phàm Liền khiến Lý Tâm Vũ chấn kinh đến nói không ra lời Một ngày thời gian không đến, nhóm viên lại cho dịp phàm chuyển mười mấy ức Nếu không phải là biết lão mã bọn họ thân phận Lý Tâm Vũ tuyệt đối sẽ cho rằng cái này là chủ nhóm trò đùa quái đảng mà thôi Cái kia có người sẽ tùy ý tại trên mạng chuyển cho người khác mười cái ức Lý Tâm Vũ trong lúc nhất thời Đều không biết dịp phàm từ đó kiếm bao nhiêu ức phí thủ tục Dù sao là mấy cái ức trở lên nếu có thể lấy được Diệp Phàm duy trì. Đừng nói cái gì Chu Binh, liền tính là tinh vũ giải trí lão tổng, cũng không dám đối bản thân nói chuyện linh tinh đi. Chớ nói chi là khởi tố bản thân. Lý Tâm Vũ do dự một chút, nghĩ tăng thêm chủ nhóm làm hảo hữu, lại không cách nào thao tác. Nàng căn bản không nhìn không đến chủ nhóm chim cánh cục hào, cũng không cách nào trực tiếp tại trong nhóm tăng thêm chủ nhóm làm hảo hữu. Chính đương Lý Tâm Vũ dự định dịp phàm thời điểm, đột nhiên, nhóm tin tức nhắc nhở. Gợi ý, Phượng Hoàng Ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam gia nhập siêu cấp cự phú Group cha. Lý Tâm Vũ tức khắc sững sờ, lại có mới nhóm viên thêm nhóm. Phượng Hoàng Ảnh nghiệp tập đoàn nạn đương nhiên biết. Cái này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh truyền hình truyền thông tập đoàn, tư sản mấy chục tỷ. Cùng Phượng Hoàng Ảnh nghiệp cái này cự vô bá so sánh, Lý Tâm Vũ trực thuộc tinh vũ giải trí, quả thực liền là một cái tập tỉnh học theo trẻ em. Quản chi đầu tư hai cái ức quay phim điện ảnh Tam Hà Ảnh Nghiệp, tại nghiệp giới cũng là chuẩn nhất lưu điện ảnh công ty, tại Phượng Hoàng Ảnh Nghiệp trong mắt, đoán chừng cũng liền là một cái quy mô hơi lớn phòng làm việc mà thôi. Phượng Hoàng Ảnh Nghiệp là gia tộc xí nghiệp, cũng không có đưa ra thị trường. Nhan Thanh Lam, 30 tuổi không đến, lại là nhan gia đời thứ ba bên trong người nối nghiệp, kế thừa Phượng Hoàng Ảnh Nghiệp tiếp cận năm thành cổ phần, tư sản vượt qua 300 ức, gần nhất vừa mới trèo lên hoa hạ nữ phú hào bản trước 10 thứ hạng. Nhìn thấy nhan thanh lam tiến nhập gờ rút cha, tiểu mã ca trong lòng là thầm mắng lên tới. Nhan thanh lam đương nhiên là lão chu mời tiến đến. Những cái này lão khương thật đúng là cây. Lão chu đánh cái gì chủ ý, tiểu mã ca rất rõ ràng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 8 ức tư sản đầu tư kế hoạch nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bác tin, Phượng Hoàng ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam. Tiểu nữ tử mới đến, các vị tiền bối tốt. Mặc dù nàng tư sản 300 ức, nhưng nhìn thấy trong nhóm mấy cái quen thuộc tên, Nhan Thanh Lam trong nháy mắt liền hạ thấp tư thái. Lão Chu. Vỗ tay, hoan nghênh Nhan Đại Mỹ nữ thêm nhóm. Nàng là Lão Chu mời tiến đến, Lão Chu tự nhiên trước tiên cho Nhan Đại Mỹ nữ cổ vũ. Diệp Phàm cũng là phát ra một cái hoang nghênh biểu tình. Nghĩ không ra lão Chu mời thế mà là bác tinh cấp nhóm viên, tư sản vượt qua 256 ức. Chó đại hộ kết giao quả nhiên cũng là chó đại hộ. Diệp Phàm nghe qua nhang Thanh Lam tên. Liền tính thật chưa từng nghe qua, thiên độ thoáng cái, nhang đại mỹ nữ tài liệu liền toàn bộ ra tới. Đây là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng xuân, tốt nghiệp ở Hoa Kỳ nước Galeton Đại học Kinh tế học viện mỹ nữ là chân chính bạch phú mỹ nữ thần hoa hạ kinh tế vòng tam đại mỹ nữ phú hào một trong tuổi còn trẻ chín ít mấy chục tỷ tư sản khiến vừa mới lấy được tám ức dương dương tự đắc dịp phàm trong nháy mắt cảm giác được xấu hổ nhưng dịp phàm nghĩ lại mỹ nữ này tư sản bất quá là kế thừa một đời trước bàn về đến chân chính kiếm tiền năng lực lại chưa chắc có thể so với bản thân bản thân thế nhưng là hai ngày thời gian liền kiếm gần mười ức dựa theo dạng này phát triển tiếp, không cần mấy tháng, hắn tư sản nhất định có thể vượt qua Nhan Thanh Lam. Phượng Hoàng Ảnh Nghiệp Tập Đoàn Nhan Thanh Lam Âm hiểm, nghĩ không ra có thể ở trong nhóm thấy được lão mã tiền bối, tiểu mã ca, còn mời sau đó chiếu cố nhiều hơn. Đúng, chủ nhóm là ai? Thế nào ẩn tàng tất cả tài liệu? Diệp Phàm cười ha ha. Ngươi đoán? Hư hư, nhan đại mỹ nữ liền đừng hỏi, chúng ta chủ nhóm thần bí lấy đây. Nếu là ngươi có thể hỏi ra hắn tên, dưới một bộ phim đầu tư ta bao. Lão Chu lập tức tại bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Phượng Hoàng ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam phát ra ánh mắt lóng lánh biểu tình. Thật. Chu ca sẽ không theo tiểu nữ tử đùa chứ. Chúng ta tiếp theo bộ kế hoạch quay điện ảnh, thế nhưng là năm ức đại khoa huyện chế tác, hiện tại còn kém hai cái ức lỗ hổng mặc dù phượng hoàng ảnh nghiệp tập đoàn tư sản ngàn ức nhưng đối bất kỳ công ty tới nói tuyệt sẽ không ghét bỏ bản thân vốn chảy nhiều hơn phượng hoàng ảnh nghiệp không chỉ đầu tư đang đóng phim trên ngoài ra còn có rất nhiều đầu tư nghiệp vụ bao gồm điện ảnh thành lập chờ chút mà còn là chia sẻ phong hiểm ảnh nghiệp công ty giải trí bao gồm hollywood những cái kia tài lực hùng hậu điện ảnh công ty là cực ít vốn riêng kế hoạch quay điện ảnh quản chi vốn đầy đủ thường thường cũng sẽ đồng thời phân tán đầu tư mấy bộ phim. Cái này cũng là một bộ phim, đầu phim xuất hiện rất nhiều ảnh nghiệp công ty nguyên nhân. Lão Chu cười ha ha. Mới hai cái ức lỗ hổng a. À. Chủ nhóm, nhan đại mỹ nữ nhãn lực là tương đương kinh người, phượng hoàng ảnh nghiệp đầu tư điện ảnh, cực ít lỗ vốn. Nếu như chủ nhóm có tiền nhàn rỗi, cái này thế nhưng là một cái rất tốt đầu tư cơ hội a. À. Diệp Phạm phát ra một cái âm hiểm biểu tình. Lão Chu, ngươi không phải là muốn mượn cơ hội này, tra ra bản chủ nhóm thân phận đi. Lão Chu gấp vội vàng nói. Chủ nhóm khác quan ủng Lão Chu, ta cũng không giống như người nào đó như vậy âm hiểm, cố ý lui nhóm tiến vào nhóm làm hoa dạng gì. Công ty của chúng ta tiểu gia tiểu nghiệp, nào dám đắc tội chủ nhóm dạng này kỹ thuật người có quyền A. Hắn những lời này ngược lại là thật tâm. 729 là lẫn nhau mạng lưới liên lạc xí nghiệp, xí nghiệp tính chất so an tập đoàn cùng chim cánh cục càng đơn độc. Tại thu vào trống rỗng xuất hiện nhóm thương phẩm thời điểm, hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt dò xét hoặc là đắc tội chủ nhóm ý nghĩ. Vạn nhất đắc tội chủ nhóm, dịp phạm đen hắn server, tuyệt đối sẽ cho 720 mang tới vô cùng tổn thất nghiêm trọng. Dịp phạm. Cười lạnh, trang, người tiếp tục trang. Hai nghìn ức thì giá trị 720, đều là tiểu gia tiểu nghiệp nói, đoán chừng mấy vạn ức thị giá trị chim cánh cục cùng an tập đoàn, mới xem như là trung sản giai tầng. Một mực không lên tiếng nhìn xem nhóm hàng huyên tiểu mã ca, rốt cuộc không nhìn được. Nói đến giống như bản thân không có tiếng vào nhóm lui nhóm một dạng. Phượng Hoàng Ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam. Hai vị đại ca trước chớ ôn ao. Nghe nói trong nhóm có siêu cấp Mỹ dung thương phẩm bán ra. Có Mỹ nữ tại trong nhóm điều hòa cũng không giống nhau lão chu không có tiếp tục cùng tiểu mã ca trộn miệng nhan đại mỹ nữ ngươi còn cần mỹ dung ngươi đây là không cho thiên hạ mỹ nữ đường sống a phượng hoàng ảnh nghiệp tập đoàn nhan thanh lam đừng quên chu ca ngươi có thể dùng cái này lý do mời ta tiến vào đây phẫn nộ nhan đại mỹ nữ mở ra nhóm cửa hàng liền nhìn thấy lão chu rất tốt bụng nhắc nhở nhan thanh lam bất quá nhóm cửa hàng thương phẩm cần dùng tích phân mua sắm hiện giai đoạn tích phân khó được chỉ có thể thỉnh cầu chủ nhóm mua hộ một cái thương phẩm ba ngàn vạn cái gì ba ngàn vạn đồ trang điểm Nhàn thanh Lâm nghe được lão chu nói thật đúng là giật nảy cả mình lão chu cũng không có nói qua với nàng mua một cái đồ trang điểm cần ba ngàn vạn a à. đây không phải nàng có mua hay không nổi vấn đề mà là vượt quá lẽ thường vấn đề liên tự như một người bình thường đột nhiên nghe được thị trường thịt heo, biến thành một ngàn khối một cân tin tức. Một ngàn khối thịt heo, phổ thông người cắn răng, khẳng định mua được, bọn họ chấn kinh chỉ là thịt heo giá cả biến hóa mà thôi. Trước kia Nhan Thanh Lam mua đồ trang điểm, liền không có thấp hơn một vạn. Nhưng một vạn cùng ba ngàn vạn so với, lại lộ ra không có ý nghĩa. Lão Chu cười hắc hắc. Là ba ngàn vạn không sai. Nhan đại mỹ nữ, ta à, cũng không có hố ngươi, dù sao ngươi mua chắc chắn sẽ không hối hận bất quá tốt nhất tại không có những người khác ở đây thời điểm mua sắm hắn ngừng bổ sung nói ra không tin ngươi hỏi thăm lão mã hắn là người nhất phúc hậu lão mã dịp phàm không khỏi âm thầm buồn cười trong nhóm liền cái này mấy cái người nói lão mã nhất phúc hậu này người nào không phúc hậu lão chu cùng tiểu mã ca quả nhiên không thích hợp dù sao vừa có cơ hội khẳng định phải hận thoáng cái tiểu mã ca Bất quá, lão Chu đề nghị, xác thực rất có tính kiến thiết. Hắn hiện tại có tám ức nhiều vốn nằm, khẳng định phải tiến hành đầu tư, tiền tại ngân hàng sẽ không ngừng mất giá. Trong tay mình cầm điện ảnh cường hóa áp, đem tiền đầu tư tại điện ảnh ngành nghề là nhất thích hợp lựa chọn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Đầu tư điện ảnh chế tác Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lão Mã đoán chừng không có online, không có bị lão Chu ra tới. Nhan thanh Lâm nhìn xong nhóm thương thành sau, chỉ có thể phát ra liên tiếp cảm thán hào. Nàng lần thứ nhất cảm giác được tiền mình, giống như cũng không phải nhiều như vậy. 300 ức tư sản, có 250 ức là Phượng Hoàng ảnh nghiệp cổ phần. Mấy cái ức là mua sắm phòng bất động sản. Mặt khác, phân tán đầu tư nhiều cái tham gia cổ phần công ty, phòng làm việc cái gì, cũng đã chiếm 20 30 ức vốn. Nhàn Thành làm trong tay có thể vận dụng lưu động vốn, nhiều nhất liền là 10 tới ức. Bản thân cái này 10 cái ức, chỉ có thể mua sắm 50 bình độ trang điểm. Quản chi nàng và lão Chu quen thân, lúc này cũng không thể không hoài nghi lão Chu tại hố nàng. Thương trường như chiến trường. Có đôi khi mặt ngoài bạn rất tốt, ngược lại hố bản thân thảm nhất. Dốt biết thoáng cái dựa vào kinh người tài ăn nói cùng kiệt xuất diễn giảng thiên phú, cơ hồ đem bằng hữu vòng bạn tốt chịu cái hố một lần, thậm chí còn có bị hố thật là nhiều lần. Nhất là Bạch Mã Tê, một cái tài chính vòng cự đầu, trọn vẹn bị dốt hố hơn trăm ức. Nhan Thanh Lam đương nhiên sẽ không tùy tiện chuyển ba ngàn vạn cho Diệp Phạm, khiến Diệp Phạm mua hộ cái gì Mỹ Dung Cao vừa xem xét liền không đáng tin đồ vật. Nàng là trí tuệ cùng Mỹ Mạo cùng Xuân, không phải ngực đại cùng Mỹ Mạo cùng Xuân mặc dù nhan thanh lam ngực cũng tính đại nhan thanh lam đang suy nghĩ lão chu có phải hay không hố bản thân mà dịp phàm thì là tại nghiêm túc suy nghĩ lão chu đề nghị tiền nhất định là muốn cầm tới đầu tư nhan thanh lam nói muốn đầu tư năm ức vỗ khoa huyễn phim lớn rất hiển nhiên là muốn đáp lưu lạc địa cầu đưa tới dậy sóng dùng phượng hoàng ảnh nghiệp chọn lựa kịch bản ánh mắt tăng thêm dịp phàm điện ảnh cường hóa áp đặc hiệu còn có lưu lạc địa cầu mang theo nhiệt độ thiên địa địa lợi nhân hòa, ba cái kim bị, Diệp phạm nghĩ không ra không hỏa lý do. Bộ phim này, phòng bán vé tất nhiên kém không tới chỗ nào đi. Phượng Hoàng Ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam, Nhan Tổng, các ngươi thật muốn kế hoạch quay năm ức khoa huyển phim lớn. Diệp Phạm suy tính một chút, liền Nhan Thanh Lam nói ra. Phượng Hoàng Ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam. Không sai. Kịch bản đạo diễn cái gì đều tìm tốt, một ngày vốn đúng chỗ Liền có thể lập tức quay Chẳng lẽ chủ nhóm thật có ý tứ đầu tư Có cái này suy nghĩ Dịp phàm đi theo lại hỏi nói Năm ức đầu tư Chân chính dùng tại điện ảnh Trong có bao nhiêu Hai cái ức đầu tư Có thể chiếm mấy thành thu lợi nhan thanh lâm nghe dịp phàm ý tứ Giống như thật nghĩ đầu tư Trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên tới Đối các nàng cấp độ này Người mà nói rất có thể một cái chuyện phím, liền có thể quyết định hơn ức thậm chí mấy ức hợp tác mục đích. Chủ nhóm chắc hẳn biết lưu lạc địa cầu hiện tại nhiệt độ. Muốn mượn cái này cổ dậy sống, đầu tư khẳng định phải chân thật dùng tại điện ảnh trên. Không phải vậy vỗ ra tới hiệu quả quá kém, ngược lại sẽ tạo thành tương đối lớn tương phản, chẳng những không cách nào lấy được tăng thêm, còn sẽ đưa đến phòng bán vé càng kém. Nhan Thanh làm nói đến tương đương cặn kẽ chúng ta dự định cầm 5.000 vạn thanh toán diễn viên chính cùng chủ yếu vai phụ các C, 1, nằm ức dùng tại cảnh tượng cùng quay phim phía trên, bao gồm thanh toán đoạn làm phim thù lao, 100 triệu tuyên truyền phát hành. Hậu kỳ chế tác cùng đặc hiệu phương diện, sẽ hao tốn hai cái ức tả hữu. Nếu như chủ nhóm nguyện ý đầu tư hai cái ức, ta có thể đánh nhịp cho chủ nhóm 35% chia thành sau phòng bán vé thu lợi. Diệp Phạm rất nhìn kỹ Hoàng Nhan Thanh Lam nói chuyện, sau đó mới đưa vào. Bốn thành đầu tư, mới 35% thu lợi. Nhan Thanh Lâm nghe xong, liền biết dịp phàm là điện ảnh đầu tư Tây Mơ Tân Nhân. Đối ảnh nghiệp công ty tới nói, dạng này người đầu tư là nhất chịu bọn họ hoan nghênh. Chủ nhóm, nói cũng không thể nói như vậy. Chúng ta kế hoạch quay điện ảnh, cũng là cần hao tốn nhân lực vật lực. Lão Chu lúc này lại từ lặng xuống nước trạng thái nổi lên mặt nước nhan đại mỹ nữ, ngươi cũng không thể dạng này hố chủ nhóm. Ngươi nói hao tốn nhân lực vật lực, cuối cùng còn không phải đều tính tại đầu tư vốn bên trong. Chủ nhóm, ngươi có thế không nên bị nhan đại mỹ nữ mỹ mạo lừa. Lão Chu bắt đầu bán nhan đại mỹ nữ thế nhưng là không lưu tình chút nào, hoàn toàn quên nhan đại mỹ nữ là hắn mời tới. Nàng hung ác lên tới, thế nhưng là lục thân không nhận, hai cái ức đầu tư, ít hơn so với 38 chia thành, ngươi cũng không cần bị lừa. Nhan đại mỹ nữ tức khắc phát mấy cái phẫn nộ biểu tình ra tới. Diệp Phạm suy nghĩ một chút. Liền ấn lão chu nói, hai cái ức đầu tư, 38% chia thành. Mặt khác, hậu kỳ đặc hiệu chế tác, ta có một cái đề nghị. Nhan thành làm phát ra câu mày biểu tình. 38 chia thành không có vấn đề. Bất quá. Nhan đại mỹ nữ dừng dừng, lại viết nói, dựa theo lệ thường, điện ảnh kế hoạch quay là tập đoàn chúng ta công tác tổ phụ trách, người đầu tư có thể theo dõi vốn sử dụng tình huống, nhưng không được xuất thủ điện ảnh chế tác. Diệp Phàm cười ha ha. Nhan tổng trước hãy nghe ta nói hết. Phượng Hoàng ảnh nghiệp tập đoàn. Nhan Thanh Lam. Chủ nhóm mời nói. Diệp Phàm lập tức tại khung chat đưa vào văn tự. Ta biết có một cái siêu phàm đặc hiệu phòng làm việc, rất là không sai. Đã Nhan Tổng dự định vận dụng hai cái ức chế tác đặc hiệu, nhất định là nghĩ đến tốt nhất đặc hiệu hiệu quả. Chỉ cần Nhan Tổng lựa chọn siêu phàm đặc hiệu phòng làm việc chế tác đặc hiệu, cái này hai cái ức ta liền đầu. Cái gì? Thấy nàng đưa vào văn tự, cũng thấy đến ra Phượng Hoàng Ảnh Nghiệp Tập đoàn. Nhan Thanh Lam ngữ khí rõ ràng gấp rút lên tới. Chủ nhóm ngươi có siêu phàm đặc hiệu phòng làm việc phương thức liên lạc. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Áo lót đem chân thân đẩy trên trước sân khấu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm là giới phim ảnh nhất lưu ảnh nghiệp tập đoàn. Phượng Hoàng ảnh nghiệp đương nhiên chú ý, hai ngày này tại giới phim ảnh đưa tới gió lốc sóng to siêu phạm đặc hiệu phòng làm việc. Mà còn, nhàn thanh lam vừa mới tiến vào nhóm trước đó, còn triệu tập tập đoàn kỹ thuật bộ nhân viên, mở một cái hội. Hội phát hình cùng thảo luận, liền là siêu phạm đặc hiệu phòng làm việc vừa mới truyền lên cái thứ hai video. Phong thần truyền thuyết, cường hóa video. Kinh người như thế hiệu quả, viễn siêu nguyên phiên bản gấp 10 lần trở lên. Tự nhiên đưa tới phượng hoàng ảnh nghiệp trung động đặc hiệu chế tác là tuyệt đối tốn thời gian tốn công ngành nghề nhiều khi hậu kỳ đặc hiệu chế tác so điện ảnh quay phim thời gian càng dài siêu phàm đặc hiệu ngưu không đơn giản ngưu tại sóng vai hollywood đỉnh cấp đặc hiệu thậm chí sau so con số lĩnh vực công nghiệp riêng ma đô muốn hơn một chút siêu phàm đặc hiệu phòng làm việc càng ngưu tại hắn tốc độ chế tạo phía trên từ lưu lạc địa cầu nhiệt bá đến trên mạng xuất hiện bản quay lén lại đến siêu phạm đặc hiệu tuyên bố video, cái này mới qua bao lâu? Nhiều nhất không cao hơn 10 ngày. Như thế hiệu suất cao tốc độ, đối đặc hiệu phim lớn tới nói, có thể cực lớn rút ngắn quay phim chế tác đến chiếu lên thời gian. Nguyên bản một năm chỉ có thể quay phim hai bộ phim, biến thành một năm ba bộ thậm chí bốn bộ, ý nghĩa tuyệt không phải đơn thuần phiên bội. Rút ngắn người đầu tư đầu tư chu kỳ, tự nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều người đầu tư tranh nhau đầu tư tại điện ảnh phía trên. Đối phim lớn tới nói, 10 năm cọ sát một kiếm đều không lạ thường. Như avatar dạng này, biết rõ phòng bán vé cực cao, tiếp sau lại một mực tra không tới, liền bởi vì đặt hiệu chế tác quá tốn thời gian. Quản chi đầu tư hồi báo đạt đến gấp đôi, nhưng muốn đem vốn áp trên 10 năm, cũng sẽ khiến người đầu tư chùng bước. Bọn họ tình nguyện đem vốn đặt ở một bộ thu lợi chỉ có 10%, nhưng hội báo chu kỳ không đến một năm điện ảnh phía trên. Phượng Hoàng Ánh Nghiệp muốn kế hoạch quay khoa huyển đại tác, nhất định phải nắm chắc thời gian, không thể chờ cái này cổ trào lưu qua mới có thể chiếu lên. Mà còn, Phượng Hoàng Ánh Nghiệp dự toán các C, chỉ có 5.000 vạn, bắt đầu dùng khẳng định đại bộ phận là tân nhân. Bọn họ muốn đem vốn đại bộ phận đầu tư tại đặc hiệu phương diện, nhất định là phải dùng ít nhất tiền lấy được tốt nhất hiệu quả. Tại dạng này dưới bối cảnh, nghĩ khiến Nhan Thanh Lam không biết siêu phạm đặc hiệu tên cũng khó khăn. Một mực, cái này siêu phàm đặc hiệu phòng làm việc, phản phất trống rỗng xuất hiện một dạng, vô cùng thần bí, không có bất luận kẻ nào biết bọn họ phương thức liên lạc. Do đó, Nhan Thanh Lam nghe xong Diệp Phạm đề nghị này, trong nháy mắt liền kích động lên tới. Diệp Phạm mặc dù là điện ảnh tay mơ, nhưng cũng biết đặc hiệu đối khoa huyễn phim lớn tầm quan trọng, minh bạch Nhan Thanh Lam vì cái gì kích động như vậy hắn chợt nhưng ở thời điểm này ném ra dịp phàm trừ đầu tư cần ở ngoài ngoài ra còn có sâu hơn một tầng suy tính muốn trở thành lão mã tiểu mã ca một dạng cự phú chỉ dựa vào nhóm cửa hàng bán đồ là không thực tế muốn ở trong hiện thực đầu tư liền không thể không cùng những cái này cự phú có tiếp xúc thậm chí là mượn bọn họ lực lượng dịp phàm cái thân phận này tất nhiên muốn bại lộ ra tới còn nữa giàu mà không về quê tương đương cẩm y dạ hành hiện tại diệp phàm như thế ngưu bức nếu là một mực không dám nói cho người khác ở trong lòng kìm nén đoán chừng có thể đem hắn nhẫn nhịn ra viêm tuyến tiền liệt nhóm thương thành cho thấy ra khủng bố cách không truyền tống chức năng diệp phàm tin tưởng tuyệt đối cho nhóm viên to lớn rung động khiến bọn họ liền tính có ý nghĩ gì đều không thể không kiên kỵ chủ nhóm nắm giữ thực lực lúc này đẩy ra diệp phàm danh tự này đã không có bao nhiêu nỗi lo về sau ta xác thực biết siêu phàm phòng làm việc phương thức liên lạc. Diệp phàm treo đủ nhan thanh lam khẩu vị sau, đi theo lại viết nói. Sự thực trên, ta biết siêu phàm đặc hiệu lão bản, cùng hắn quan hệ tương đương không sai. Lão mã lúc này đột nhiên nổi lên mặt nước. Chủ nhóm, ngươi biết siêu phàm đặc hiệu lão bản. Giới thiệu một cái. Nhan thanh lam là tính tôn trọng lão mã, thậm chí đem lão mã xem như bản thân thần tượng, nhưng dính đến sinh ý, đồng thời có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh liền không có cái gì tôn kính không tôn kính cái này cũng là nàng tuổi còn trẻ có thể trở thành phượng hoàng ảnh nghiệp người cầm lái nguyên nhân trọng yếu lão mã tiền bối cái này có điểm không tốt a à? ngữ khí lộ ra rất bình thản có lễ nhưng chiến ý lại là hùng hổ dọa người lão mã cười ha ha nhan tổng tập đoàn chúng ta cũng có ảnh nghiệp a à? mọi thứ giảng cứu đi trước tới sau Ta tự nhiên sẽ chờ siêu phàm phòng làm việc cho các ngươi chế tạo xong đặc hiệu sau, lại tìm kiếm cùng siêu phàm đặc hiệu hợp tác, chỉ bất quá hiện tại trước tìm chủ nhóm muốn cái phương thức liên lạc mà thôi." Nhan Thanh Lam không nói gì thêm. Lão Mã đều nói tình trạng này, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Sự thực trên, lão Mã cùng Diệp phàm quan hệ, khẳng định so với nàng cái này tân nhân muốn tốt. Lão Mã dạng này nhượng bộ, coi như là cho đủ nàng mặt mũi. Diệp phàm cười ha ha các ngươi cũng không cần tranh giành dù sao có danh sách liền ném cho dịp phàm tiểu tử kia tốt căn cứ ta biết hắn chế tạo đặc hiệu tốc độ nhanh đến quá mức đoán chừng không cần mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành một cái danh sách nhan thanh làm toàn thân chấn động cấp tốc viết nói chủ nhóm ngươi không nói đùa chứ mấy ngày thời gian ngươi cho rằng chế tạo đặc hiệu cùng xứng phụ đề một dạng đơn giản lão mã thì là biết chủ nhóm khả năng, cái kia diệp phàm đã là chủ nhóm bằng hữu, nhất định là có tương đương đến kỹ thuật. hắn tra hỏi, sao nhan thanh lam lại cao không ít tầng thứ? cái tốc độ này, có thể bảo chứng đặc hiệu chất lượng. diệp phàm, ha ha, hiệu quả khẳng định không có vấn đề, có vấn đề nói, có thể trở lại tiền ta. lại nói, các ngươi trước tiên có thể nhìn hiệu quả, lại đưa tiền a. nhan thanh lam vội vàng nói đi. Này chủ nhóm cho ta siêu phàm phòng làm việc phương thức liên lạc. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắt tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Cự phú gờ rút chát phát triển chiến lược. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Diệp Phạm lập tức liền đem số điện thoại của mình tư phát cho Nhan Thanh Lam cùng Lão Mã. Quản chi đối phương thiết trí không tiếp thu tư nhân hội thoại tin tức, đối Diệp Phạm cái này chủ nhóm đều là vô hiệu. Nhan Thanh Lam lấy được Diệp Phạm phương thức liên lạc, lại là cưỡng ép chịu đựng không có cho Diệp Phạm gọi điện thoại qua tới, mà là hỏi thăm lên một chuyện khác. Chủ nhóm, không biết ngươi phương thức liên lạc bao nhiêu. Chúng ta nếu không thương thảo thoáng cái đầu tư công việc. Diệp Phàm ngẫm lại không cần thiết phiền phức như vậy. Ta hiện tại liền cho ngươi tiền bao chuyển tiền qua, chờ thu lợi tới sổ, ngươi lại chuyển cho ta liền đi. Hiệp ước cái gì cũng không cần ký tên. Lão mã bỗng nhiên phát ra ha ha biểu tình. Nhan tổng, cái này 38 chia thành, chỉ là phòng bán vé chia thành. Nếu như ta cùng chủ nhóm hợp tác, nhất định là bao gồm xung quanh còn có Internet phát hình bản quyền. Hai cái ức đầu tư, đều chiếm tổng đầu tư 4 thành số định mức, đơn là phòng bán vé chia thành, có điểm không thể nào nói nổi đi. Tiểu mã ca âm thầm cho lão mã dơ ngón tay cái lên. Dù sao có thể khiến lão chu khó chịu hắn đều muốn điểm khen. Nhan thanh lam là lão chu mời, cái này rõ ràng là tại hố chủ nhóm. Bất quá nhan thanh lam tư sản cũng không nhỏ, cũng chỉ có lão mã cái này hoa hạ thương quyển người dẫn đầu, dám như thế trực tiếp nói chuyện. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên cảnh giác lên tới. Đúng a, à, hiện tại đại hỏa điện ảnh, xung quanh cùng internet tiêu thụ cũng là thu vào đầu to một trong. Bản thân đến cùng có chút nộn, thiếu chút nữa thì rơi vào nhan thanh lâm ngôn ngữ bẫy rập. Quả nhiên thương trường liền là chiến trường. Lão Mã Truyền trên nhóm đầu tư muốn điểm, giá trị năm cái tích phân không phải gạt người, nhất định muốn tải tới, cẩn thận nghiên cứu mới được. Đương nhiên hắn cũng có thể lý giải nhan thanh làm cách làm. Làm sinh ý giảng cứu là thành tín, nhưng thành tín cũng phải xem dự đoán ước định tình huống, hoặc là ký tên hợp đồng. Xã hội bây giờ, giảng cứu hết thảy theo hợp đồng làm việc. Nhan Thanh Lam nói cho bản thân 38 phòng bán vé thu lợi chia thành, chắc chắn sẽ không thiếu bản thân một phân tiền, nhưng không có nói tới, đoán chừng liền không khả năng phân cho bản thân. Nhan Tổng, lão mã nói ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm tỉnh táo tại khung chat đưa vào bản thân ý kiến. Nhan tổng phát ra âm hiểm biểu tình. Ha ha, đã lão mã tiền bối lên tiếng, ta cũng không thật nhiều nói. Xung quanh chế tác, quyền sở hữu là chúng ta phượng hoàng ảnh nghiệp, mặt khác còn phải tăng thêm đầu tư. Dạng này, ta có thể cho ngươi 15 điểm xung quanh cùng 20 điểm internet bản quyền chia thành. Thấy được Diệp Phạm nói trực tiếp ở đây chuyển tiền cho nàng, cũng không cần ký tên cái gì hợp đồng. Nhan Thanh làm đối dịp phàm thực lực, càng cảm giác cao thâm khó lường, rốt cuộc không còn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Lão mã cười ha ha. Cái này liền phúc hậu nhiều. Lý Tâm Vũ nhìn xem các đại lão nói chuyện phím, tùy tiện một cái đề tài đều là mấy ngàn vạn hơn ức vốn hướng tới. Lại nhìn thấy dịp phàm thế mà thật sự dạng này chuyển hai cái ức cho Nhan Thanh Lam, mấy câu giữa, liền phát đạt thành một khoảng hai cái ức giao dịch lý tâm vũ vốn dự định nhờ giúp đỡ tâm tư trong nháy mắt dao động lên tới bản thân liền tính bị chu binh cáo nhiều nhất cũng liền là bồi thường mấy trăm một nghìn vạn đối đại lão tới nói một chai đồ trang điểm giá cả cũng không bằng bản thân chút điểm này lấy đến trong nhóm nói chuyện thật tốt sao nhưng lý tâm vũ thật không có cách nào liền tính nàng và hạ âu quan hệ rất tốt nhưng hạ âu tiền cũng không phải gió lớn chà xác tới lập tức cầm ra một nghìn vạn tuyệt không phải chuyện dễ. Lý Tâm Vũ cắn răng, vẫn là gồ lên dũng khí tại khung chát đưa vào văn tự. Chủ nhóm, ta có chút chuyện, có thể cùng ngài nói chuyện riêng một chút không? Diệp phàm nhìn thấy ngốc manh tiểu vũ bản thân, ngẫm lại liền viết nói. Có chuyện gì, tại trong nhóm nói cũng đi. Ngốc manh tiểu vũ. Ta người đại diện nghĩ ta đi bồi đạo diễn uống rượu ăn cơm, ta không muốn đi. Người đại diện dự định cùng ta giải trừ hiệp ước, cùng nổi lên tố truy cứu ta vi ước trách nhiệm. Ta hiện tại liền chỉ có 300 vạn, đoán chừng không đủ để thanh toán bồi thường kim ngạch, chủ nhóm ngươi có thể giúp ta một chút không? Lý Tâm Vũ không dám che giấu, đem sự tình một năm một mười nói ra. Ngừng, lại bổ sung viết nói. Chỉ cần chủ nhóm giúp ta đem bồi thường kim ngạch hạ thấp 300 vạn liền có thể. Diệp Phàm nghe xong, Liên biết ngốc manh tiểu vũ không muốn tiếp nhận quy tắc ngầm, do đó mới có thể bị người đại diện khởi tố. Nghĩ không ra cái này bề ngoài thanh thuần, dáng người bốc lửa mỹ nữ, còn có dạng này một mặt. Loại này tính cách, tại ngành giải trí là tương đương khó được, nhưng tuyệt không thích hợp lăn lộn ngành giải trí, cũng không biết nàng thế nào lăn lộn đến tam tuyến nghệ sĩ tầng thứ. Nghĩ tới ngốc manh tiểu vũ là hoa 20 vạn tiếng vào nhóm, bản thân cái này chủ nhóm, chung quy phải che thủ hạ tiểu đệ tiểu mùi, không phải vậy thế nào duy trì chủ nhóm thần bí cùng uy nghiêm. Tiểu vũ, ngươi cái này vấn đề, giống như hẳn là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết. Nhan tổng Tại dịp phàm trong kế hoạch, siêu cấp cự phú gờ rút chặt nhóm viên, nhất định muốn trở thành một cái chỉnh thể. Nhóm viên trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ. Một ngày cái này của lực lượng chỉnh hợp lên tới, trong nhóm một câu nói, tuyệt đối có thể dao động toàn bộ hoa hạ kinh tế vòng thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới kinh tế mà hắn làm là chủ nhóm quyền hành tự nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh ngốc manh tiểu vũ khó khăn vừa vặn là một cái thời cơ liền tính nhan thanh làm không muốn trợ giúp ngốc manh tiểu vũ dịp phàm cũng sẽ không tiếc đại giới trợ giúp ngốc manh tiểu vũ vượt qua khó quan cái này quan hệ đến siêu cấp cự phú g rút chát phát triển chiến lược tuyệt đối không thể sai sót Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Tổ kiến nhóm liên minh bước thứ nhất Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhan Thanh Lam đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này thậm chí ngay cả quy tắc ngầm đều không được xưng, mà là bày lên sân khấu rõ ràng quy tắc. Hàng năm có thể trên màn ảnh lớn điện ảnh lại nhiều như vậy, mà hàng năm dấn thân vào giới văn nghệ tân nhân, đến hàng vạn mà tính, có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống dưới không bỏ ra tương ứng đại giới nhà đầu tư cùng đạo diễn cái gì vì cái gì không tuyển người khác mà là tuyển ngươi làm là điện ảnh nhân vật trừ có đại bối cảnh tân nhân bên ngoài tuyệt đại bộ phận tân nhân chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất thân thể tư bản tranh thủ tài nguyên đương nhiên giống như lý tâm vũ dạng này không muốn bỏ ra đại giới bị công ty ẩn giấu rất bình thường nhưng giải ước thu hồi tiền vi ước vậy thì có chút ít quá quy tắc ngầm thuộc về quy tắc ngầm toàn thế giới giới văn nghệ bên trong là rất ít sẽ cưỡng bách dưới cờ nghệ sĩ làm dạng này giao dịch giới văn nghệ giảng cứu là theo như nhu cầu ngươi tình ta nguyện lý tâm vũ chỗ công ty cùng người đại diện như thế nào cưỡng bức dụ dỗ lý tâm vũ nhàn thành làm vốn là không thể nào để ý tới sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao lý tâm vũ cùng nàng không có quan hệ một ngày nàng xuất thủ mặc dù không thể nói là khiêu chiến giới văn nghệ quy tắc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ dẫn tới không tất yếu ân oán. Làm sinh ý, giảng cứu là hòa khí sinh tài, không cần thiết không lý do trêu chọc địch nhân. Nhưng bây giờ dịp Phạm lên tiếng, Nhàn Thành Lam cũng sẽ không lau chủ nhóm mặt mũi. Không có vấn đề. Nhàn Thành Lam rất nhanh liền hồi đáp tin tức. Ngốc manh tiểu vũ, ngươi là cái kia công ty nghệ thuật, theo là cái kia người đại diện ta giúp ngươi hỏi là chuyện gì xảy ra. Lý Tâm Vũ tức khắc đại hỷ. Nhan Thanh Lam là ai a? À, giới văn nghệ mới đại lão. Tinh Vũ giải trí lão tổng, cho Nhan Thanh Lam sách dạy tư cách đều không có, chỉ cần Nhan Thanh Lam lên tiếng, bọn họ là quyết không dám làm khó bản thân. Tạ ơn Nhan Tổng. Ta tin tức cho ngài, phiền toái Nhan Tổng. Lý Tâm Vũ cũng chỉ có thể nói những lời này. Nhưng nàng rất rõ ràng, cái này hết thảy đều là chủ nhóm công lao. nếu không phải là chủ nhóm lên tiếng, nhan thanh làm chắc chắn sẽ không để ý đến nàng dạng này tiểu diễn viên việc vớ vẩn. nhan thanh lam cùng lý tâm vũ nói chuyện riêng hai câu, đi theo lại tại trong nhóm diệp phàm. chủ nhóm, có một việc khả năng còn muốn làm phiền ngươi thoáng cái. diệp phàm bây giờ cùng nhan thanh lam cũng xem như là hợp tác quan hệ, liền cười viết nói. ngươi nói, là dạng này nhan thanh lam rất nhanh liền hồi đáp viết nói chúng ta vừa mới chuẩn bị chiếu lên điện ảnh ra chút ngoài ý muốn nữ nhân vật chính gần nhất bị bạo ra xì căng đan chỉ có thể đổi người quay bù nhưng lại sợ hiệu quả không tốt do đó định tìm ngươi bằng hữu giúp làm dưới hậu kỳ diệp phàm ta không phải cho ngươi phương thức liên lạc sao chính ngươi cùng hắn liên hệ có thể dùng điện ảnh cường hóa áp cường đại chức năng cường hóa thoáng cái họa chất đoán chừng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái vấn đề này. Nào biết được Nhan Thanh Lam lại tiếp tục nói ra. Là dạng này, bởi vì phim dự toán không sai biệt lắm dùng hết, đoán chừng cầm không ra bao nhiêu tiền hậu kỳ bảo dưỡng. Bởi vì phim này nhà đầu tư có hơi nhiều, tăng thêm đầu tư rất phiền toái, chủ nhóm có thể hay không theo ngươi bằng hữu nói ra, cho cái giá hữu nghị. Diệp Phạm hỏi. Ngươi dự toán bao nhiêu? Nhan Thanh Lam có chút ngượng ngùng đại khái một nghìn vạn tả hữu nàng ngược lại là không thiệt thòi vừa mới cho diệp phạm một cái mặt mũi lập tức cùng diệp phạm nói ra yêu cầu đây là một cái hợp cách tập đoàn tổng tài nhất định phải nắm giữ đặc tính đổi trước kia một nghìn vạn đối diệp phạm tới nói là cái con số thiên văn hiện tại thì là không đáng nhắc tới bất quá tiền liền là dạng này để dành tới chỉ bất quá mở ra áp điểm xuống cường hóa mà thôi không có vấn đề ta nói với hắn thoáng cái, ngươi chờ chút cho điện thoại hắn có thể. Nhan Thanh làm phát ra một cái khuôn mặt tươi cười. đa tạ giúp đỡ. bất quá đoán chừng còn phải thời gian một tuần, đang tại chọn lựa nữ chính. nàng theo sau chửi bậy một câu. Bề ngoài thanh thuần lại nóng bỏng nữ diễn viên, thật không dễ tìm. nhất là dạng này quay bù, chỉ có thể một cái người biểu diễn, cần tương đương diễn kỹ, hiện tại tân nhân diễn kỹ là không cách nào cùng trước kia tân nhân so sánh. Tìm những cái kia diễn kỹ có thể nữ tin, chào giá lại quá cao. Diệp Phàm đột nhiên trong lòng khẽ động, ha ha cười nói. Như vậy mà nói, ta ngược lại là có cái chủ ý. Ta tin tưởng ngốc manh tiểu vũ, nhất định có thể thỏa mãn nhang tổng tất cả yêu cầu. Cự phú gờ rút cha, cho đám người mang tới ý nghĩa, tuyệt không phải mua đồ đơn giản như vậy dịp phàm muốn làm cho tất cả mọi người biết chỉ cần tại trong nhóm liền có thể lấy được vô số cơ hội một người bình thường đều có thể trở thành ức vạn phú hào nhất tinh cấp hội viên cũng có thể tư sản bạo thăng trở thành nhị tinh thậm chí tam tinh hội viên nếu là nhóm viên có thể tại những người khác dưới sự trợ giúp nhanh chóng tăng lên bản thân gia tài khuếch trương triển khai sự nghiệp của mình càng có thể khiến tất cả nhóm viên chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ trở thành một cái kiên cố không phá vỡ nổi liên minh. Lý Tâm Vũ nhìn thấy Diệp Phàm những lời này, một khỏa tâm trong nháy mắt bay nhảy bay nhảy nhảy lên tới, khẩn trương đến không dám hít thở gắt gao nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động. Nhan Thanh làm tức khắc sửng sốt một chút. Chủ nhóm nhận thức ngốc manh tiểu vũ. Không quen biết. Diệp Phàm rất thẳng thắn phủ nhận cái này điểm, sau đó lại trang bức đưa vào một câu nhưng không có cái gì có thể giấu giếm được bản chủ nhóm một đôi cơ trí ánh mắt. Lão chu lúc này lại đột nhiên hiện thân, quả thực có chút xuất quỷ nhập thần một dạng. Nhan tổng, ngươi là không biết chủ nhóm khả năng. Tin tưởng ta, chủ nhóm nói đi, này khẳng định đi, chủ nhóm nói không được, đi cũng không được. Tại lý tâm vũ khẩn trương nhìn kỹ, khung chát rốt cuộc xuất hiện nhan thanh lam lời nói. Đã dạng này, vậy ta liền cho ngốc manh tiểu vũ một cái thử sức cơ hội, bất quá phải chăng có thể được nhân vật này, đến nhìn thử sức kết quả. Ngốc manh tiểu vũ, ngươi phát riêng cái phương thức liên lạc cho ta. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Lòng tự tin tràn đầy nhà cái, cầu cầu cầu, cầu cất chứa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhàn thành làm lấy được lý tâm vũ phương thức liên lạc, hơi suy nghĩ một chút, vẫn là không vội điện thoại dịp phàm, trước giúp Lý Tâm Vũ giải quyết cái này căn bản không tính phiền toái phiền toái lại nói. Cho Diệp Phạm nhân tình này, mới tốt theo Diệp Phạm bằng hữu đàm luận hợp tác công việc. Chỉ bất quá nàng không biết chủ nhóm liền là Diệp Phạm. Chu Binh bất quá là nho nhỏ người đại diện, hắn điện thoại Nhan Thanh Lam đương nhiên là không có, Nhan Thanh Lam là cùng Lý Tâm Vũ muốn điện thoại. Chút chuyện nhỏ này, tại Nhan Thanh Lam nhìn đến, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Binh nói ra liền được khiến Chu Binh cùng Lý Tâm Vũ hòa bình giải ước, song phương không truy cứu vi ước trách nhiệm, liền là Hoàng Mỹ giải quyết Lý Tâm Vũ phiền toái. Lý Tâm Vũ có thể hay không lấy được quay bù nhân vật, đến nhìn Lý Tâm Vũ thực lực mình, nàng nhiều nhất cho Lý Tâm Vũ một cái cạnh tranh công bình cơ hội. Đã thông Chu Binh điện thoại, nhàn thành làm ngữ khí lộ ra rất là tùy ý, ngươi là Chu Binh đi. Chu Binh lúc này còn tại hỏa bốc lên ba thước bên trong. Lý Tâm Vũ làm trái hắn mệnh lệnh, thế mà không nói tiếng nào rời đi cái này đã không phải bồi rượu không bồi rượu vấn đề nếu là cái khác dưới cờ nghệ sĩ đều học lý tâm vũ dạng này hắn sau đó còn thế nào khống chế những cái này nghệ sĩ chu binh đã quyết định nhất định muốn khiến lý tâm vũ bỏ ra nhất trầm trọng đại giới nàng không phải là không muốn cho người quy tắc ngầm sao bản thân sẽ để cho nàng biết đắc tội bản thân hạ tràng là bi thảm như thế nào thấy được điện thoại đánh vào tới Chu Binh ngữ khí lộ ra rất là âm trầm. Ngươi là ai? Nhan Thanh Lam tức khắc hơi nhướng mày. Ta là Nhan Thanh Lam. Lý Tâm Vũ sự tình, liền dạng này tính. Các ngươi hòa bình giải ước, không được truy cứu song phương quan hệ. Chu Binh nghe xong, tức khắc cười lạnh lên tới. Nhan Thanh Lam, ngươi tại sao không nói ngươi là Hoa Kỳ nước tổng thống? Lão tử nói cho ngươi biết, cái này tiểu kỹ nữ lão tử là bảo định, người nào tới đều không dễ dùng. Nhan thanh lam một trương khuôn mặt trong nháy mắt tái nhật lên tới. Tốt. 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 Nàng liên tục nói ba chữ tốt, sau đó hung hăng ấn rơi điện thoại. Khó trách cái kia lý tâm vũ, cần trên nhóm nhờ giúp đỡ. Cái này chu binh, thực tế không tưởng nổi. Nhan thanh lam âm trầm nghiêm mặt, sau đó bấm tin vũ giải trí lão tổng điện thoại lôi duệ chí, người dưới cờ người đại diện thật là được. Nhan Thanh Lam một điểm đều không có theo lôi duệ chí khách khí, trực tiếp xưng hô hắn tên, căn bản không cho đối phương nói chuyện cơ hội, lạnh giọng nói ra. Ta hiện tại mới phát hiện, Nhan Thanh làm danh tự này là dạng này không dễ dùng. Tự mình gọi điện thoại tới, giúp một cái tiểu nghệ nhân nói một câu đều không được. Lôi duệ chí toàn thân chấn động, gấp vội vàng nói. Nhan Tổng, đây là thế nào? hắn lời còn chưa nói hết, đối diện đã truyền tới đô đô âm thanh. Nhan Thanh Lam đã treo hắn điện thoại. Lôi Duệ Chí đột nhiên cảm giác thân thể có chút phát lạnh. Nhan Thanh Lam là ai a? À? Cái này thế nhưng là giới phim ảnh cự đầu. Gần ngàn ức tư sản gia tộc tập đoàn tổng tài. Tài sản 300 ức cự phú. Nếu là đắc tội Nhan Thanh Lam, hắn cái này nho nhỏ nhị lưu điện ảnh công ty giải trí, đừng suy nghĩ tại giới phim ảnh lăn lộn tiếp nhân gia đều treo hắn điện thoại, tại không biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn nào dám cho nhan thanh làm đánh qua. Cái này không đầu không đuôi một câu, thật khiến lôi duệ chí không nghĩ ra được. Mẹ! Đến cùng là cái kia không có mắt người đại diện, liền nhan tổng cũng dám đắc tội. Do đó, hắn sắc mặt âm trầm đến chảy nước tới, một chiếc điện thoại gọi cho bí thư. Ngươi lập tức thông tri công ty tất cả người đại diện đến phòng làm việc của ta tới. Lý Tâm Vũ đi không có 10 phút, Nhan Thanh Lam điện thoại liền đánh vào tới. Chu Binh đương nhiên không cảm thấy đây chính là thật Nhan Thanh Lam. Nếu là Lý Tâm Vũ có Nhan Thanh Lam tòa này chỗ dựa, còn dùng lăn lộn 2 3 năm, vẫn là một cái nho nhỏ minh tinh. 10 phút thời gian, Nhan Thanh Lam liền cho Lý Tâm Vũ ra mặt, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Dùng Nhan Thanh Lam thân phận, còn dùng tự mình ra mặt. Trừ phi Lý Tâm Vũ là nàng nữ nhân nhưng Chu Binh có thế chưa từng nghe qua nhan thanh làm thích là nữ nhân, cứ việc cái này tân tấn nữ phú hào, nghe nói một mực độc thân. Chu Binh đang nghiên cứu thế nào hung hăng sự trị lý tâm vũ thời điểm, đột nhiên lôi tổng bí thư liền gọi điện thoại tới, thanh âm có vẻ hơi không vui. Chu Binh, lôi tổng khiến các ngươi những cái này người đại diện, toàn bộ đến phòng làm việc đi họp. Diệp Phạm đương nhiên sẽ không đem lý tâm vũ sự tình để trong lòng trên. Tại hắn nhìn đến, nhàn thành làm ra mặt, ngành giải trí bên trong, chuyện gì đều có thể tùy tiện giải quyết. Tâm tư khác lần nữa rơi vào thị trường chứng khoán trên. Gần nhất thị trường chứng khoán mâm lớn xu thế cực tốt, đem tiền còn ở thị trường chứng khoán, cùng nhặt tiền một dạng, mình còn có mấy cái ức vốn nằm, không nhân cơ hội mò một cái bây giờ đáng tiếc. Chim non nông một xu thế rất tốt, đáng tiếc đĩa quá nhỏ, liên tục hai ngày trúng liền, dịp phạm muốn hút nạp cổ phiếu đều thu nạp không đến cái này 600 triệu nhiều vốn, đoán chừng chỉ có thể tìm kiếm cái khác đĩa. Đồng học nhóm bên trong, tự nhiên lại náo nhiệt lên tới, nhao nhao dịp phàm. Nhưng dịp phàm cũng không có để ý tới. Nhìn một chút thị trường chứng khoán phân tích báo cáo, tại báo cáo tương đối thấy được ngành nghề bên trong, khóa chặt mấy con xu thế tương đối tốt, để tương đối lớn cổ phiếu, chuẩn bị làm lớn một trận. Một tòa cao ốc bên trong, thao tác chim non nông một trung lão niên nhà cái, lúc này biểu tình cùng ăn cướp một dạng khó chịu. Bên cạnh trung niên nhân cũng là hừ một tiếng nói ra. Cái kia đâm ngang một tay gia hỏa, là hải thành phía dưới một cái huyện nhỏ giao dịch chỗ, căn bản không phải cái gì đại trang, mua vào cổ phiếu cũng liền là mấy trăm vạn. Ta khiến người tra một chút, hắn tài khoản, nhiều nhất còn thừa lại 500 vạn, chúng ta lần này là cả ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ vào mắt. Liên tục hai ngày kéo lên thao tác, để cho chúng ta trọn vẹn tổn thất hơn 30 triệu lợi nhuận. Trung lão niên người hừ lạnh lên tới. Ăn ta, ta muốn khiến hắn cả gốc lẫn lãi toàn bộ phun ra. Ta đã liên hệ cái khác nhà cái, lần này, muốn lần nữa tẩy bàn, đem giá cổ phiếu chèn F3 cái giá sàn. Trên mạng mặt trái tin tức cũng phát ra, tất nhiên sẽ khiến đại bộ phận vốn lưu động rút lui. Trung niên nhân đi theo âm âm thanh cười lên tới cái này không biết trời cao đất dày tiểu gia hỏa, lần này liền tính là cho hắn một bài học, khiến hắn biết, thị trường chứng khoán không phải người nào đều có thể chơi. Có nhiều như vậy vốn lưu động chôn cùng hắn, cũng xem như là chết đến vinh quang. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 Ta liền là nhà cái. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại trong nhóm hàng huyên một hồi, bỏ qua khai trương thời gian, Mầm lớn đã mở nửa giờ. Dịp phàm mở ra cổ phiếu phần mềm, hơi nhìn một chút, chim non nông mục vẫn là quỷ dị tăng lên lấy. Ngắn mũi nửa giờ, liền kéo lên 5 cái điểm. Mà còn giao dịch sóng động độ cực cao, đổi tay suất đều vượt qua 10 điểm, biểu lộ rất nhiều vốn lưu động tham dự cuộc thịnh yến này. Dịp phàm tùy tiện treo cái một vạn tay mua đơn đi lên, trong nháy mắt đem cổ phiếu kéo lên một cái điểm, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu cái khác cổ phiếu đồng học trong nhóm cũng là sôi nổi thảo luận tới tới. Nhất là mua chim non nông mục, càng là tinh thần phấn khởi, hiển nhiên cái này lại là một cái mức tới hạn tiết tấu. Triệu ngạn ngạn cùng mã chí quân càng là dương dương đắc ý, nói hôm nay tăng thêm bao nhiêu vốn cái gì. Nhóm viên đối diệp phạm thổi phòng cũng là liên tục không ngừng, liền chỉ có tống đông tại cho đám người nói mát, nói hôm nay khẳng định không thể trúng liền. Mọi người cẩn thận điểm, căn cứ ta nhiều năm đầu tư cổ phiếu kinh nghiệm cái này tuyệt đối là nhà cái đường chạy trước mặt thăng tống đông phân tích đến có bài bản hẳn hoi mọi người xem thoáng cái này cổ phiếu đường công đại thủ bút mua vào rất ít cơ bản đều là vốn lưu động tại lẫn lộn sống động độ cùng đổi tay suất cao rất lớn một bộ phận là nhà cái tay trái đổi tay phải không phải vậy tán hộ là rất khó thời gian ngắn như vậy bên trong kéo ra dạng này đổi tay suất hắn dạng này một nói triệu ngạn ngạn tức khắc có chút không phục tống đông ngươi hù dọa người nào đâu nhân gia phàm ca đều nói này cổ phiếu nhất định sẽ căng vốn lưu động càng nhiều không phải càng dễ dàng kéo lên giá cổ phiếu sao tống đông lập tức liền viết nói vốn lưu động có thế không ngốc một ngày hướng gió không đúng chạy đến sau người nào đều nhanh cuối cùng ăn thiệt thòi chỉ có thể là tán hộ ta nhìn cái này đường công có thể xác định nhà cái tại phân tán bán tháo nhiều nhất nửa giờ, giá cổ phiếu tất nhiên muốn giảm lớn, sau đó nhà cái lại sẽ đại thủ bút mua vào, kéo cao giá cổ phiếu hấp dẫn vốn lưu động. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên mâm ở giữa gió nổi mây phun, một cái một vạn tay siêu cấp đại đơn treo ở bán ra trên bảng. Mua vào bảng bán đơn, trong nháy mắt bị quét rơi một nửa. Theo sau, lại là một cái năm nghìn tay bán đơn xuất hiện. Ngắn mũi mấy giây, liên tục xuất hiện 10 cái giao dịch lớn mấy trăm vạn cổ bán đơn trong nháy mắt đem chim non nông mục giá cổ phiếu đánh đến không ngóc đầu lên được tới nguyên bản độ dốc tăng lên đường công đột nhiên tới một cái nhảy núi thức sụt giảm từ tăng lên 5 cái điểm ngã xuống âm ba cái điểm những cái kia thấy được cái này chi cổ phiếu vốn lưu động cũng lập tức bị đánh đến tìm không được nam bắc mộng đi qua bởi vì chim non nông mục liên tục hai cái trúng liền khiến đồng học nhóm đại bộ phận đầu tư cổ phiếu người đều khó mà kiềm chế vào tay cái này chi cổ phiếu hiện tại trong nháy mắt liền ngã ba cái điểm những cái kia cao vị vào hàng tức khắc vỡ tổ thảo chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chim non nông mục lại bạo xì căng đan thế nào trong nháy mắt ngã tám cái điểm không phải là tài vụ thông cáo lại sửa đổi đi lỗ vốn ba mươi ức còn có thể thua lỗ đến càng nhiều a à, lần này thảm lão bà ta vốn a Diệp Phạm không phải nói cái này cổ sẽ phóng đại sao? Ta hôm qua mới theo lão bà xin tiền a, à, xong, ta thế nào theo lão bà dặn dò? Đúng a, à, lần này cho Diệp Phạm hại chết. Trong nhóm là kêu trên một mảnh, giá cổ phiếu còn tại một đường ngã xuống, liền tại mấy câu nói đó giữa, lại ngã hai cái điểm. Tống Đông lại là đột nhiên đánh một cái lọc bột, cái này không được bình thường a. À. Nếu là nhà cái chạy trốn. Tuyệt sẽ không dạng này đại thủ bút bán tháo, cái này nhìn lên tới càng giống hơn là tẩy bàn. Nhưng hắn vừa mới nói giá cổ phiếu sẽ giảm lớn, hiện tại đúng như này, đương nhiên không thể nào lật miệng, ngược lại dương dương đắc ý nói ra. Mọi người xem đi. Ta đều nói nửa giờ giá cổ phiếu tất nhiên sụt giảm. Nhóm viên nhào nhào Tống Đông. Cổ thần, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào à? Tống Đông lập tức nói ra kịp thời dừng lại tổn hại đi. Nhìn cái này cổ su thế, tất nhiên muốn ngã ngừng, thậm chí sẽ có hai ba cái ngã ngừng. Mã chí quân nhiều ít là có điểm đầu tư cổ phiếu kiến thức. Nhìn thấy Tống Đông nói như vậy, hắn không khỏi hỏi. Tống Đông, ta nhìn cái này không giống là nhà cái chạy trốn a. À? Tống Đông cười hắc hắc. Nói không chừng liên tục hai ngày trúng liền, nhà cái xuất hàng đã không kém, hiện tại đã không che giấu nữa ý đồ, thừa dịp sống động độ cao, hoàn toàn thanh thương. Triệu ngạn ngạn phát ra mấy cái khóc mặt. Phạm ca đây. Phạm ca, ta muốn hay không bán tháo A. À? Dịp phạm hiện tại cổ phiếu giảm lớn, dịp phạm này tốt ý tứ lộ diện, nói không chừng đang bận biểu lọc kho đây. Tổng đông cười hắc hắc. Triệu đại mỹ nữ, ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời dừng lại tổn hại. Cổ phiếu không phải người nào đều có thể chơi đến chuyển, chúng ta những cái này tán hộ, chỉ có thể theo cái này nhà cái uống chút canh. Người đem cổ phiếu bán, buổi tối mời ta ăn bữa cơm, ta bí mật giới thiệu hai cái cổ cho ngươi, nhất định có thể kiếm bồn. Triệu ngàn ngạn cắn răng một cái. Ta tin tưởng phàm ca, dù sao hiện tại cũng không có thua lỗ cái gì, trước lưu lại thoáng cái lại nói. Mã chí quân cũng là đi theo nói ra. Ta cũng thấy đến cái này cổ ngã đến không được bình thường, ta liền không tin có thể đem lão bà ta vốn đều ngã sạch những người khác thì là không có hai người nghị lực, nhào nhào dựa theo Tống Đông đề nghị bán tháo cổ phiếu. Sau đó, cũng không lâu lắm, chim non nông mục đúng như Tống Đông nói, ngã ngừng. Lúc này, Diệp Phàm cũng thu vào triệu ngạn ngạn nói chuyện riêng tin tức. Triệu ngạn ngạn hôm qua liền thêm Diệp Phàm bạn tốt. Nhìn thấy triệu ngạn ngạn nói chim non nông mục ngã ngừng, Diệp Phàm thật là có chút ít ngoài ý muốn. Mở ra đồng học nhóm, liền nhìn thấy trong nhóm kêu trên một lần thế nào vừa mới khai trương thời điểm chim non nông mục vẫn là đỏ lên a à? diệp phàm tùy ý phát một cái tin tức đi lên hắn chim non nông mục liền mua mấy trăm vạn ngã sạch cũng sẽ không để ý tống đông thấy được diệp phàm lộ diện càng là đắc ý diệp phàm ngươi là tân nhân không hiểu nhà cái ý đồ cũng khó trách ngươi bây giờ lợi nhuận vẫn là dương đi ta khuyên ngươi mau chóng bán tháo không phải vậy ngày mai lại một cái ngã ngừng muốn bán đều bán không dịp phàm phát ra một cái cười lạnh biểu tình ta tại sao phải bán tống đông cái này rõ ràng là nhà cái chạy trốn ngươi cái này tán hộ thế nào theo nhà cái đấu a à? ngươi không nhìn các đồng học đều bồi thường bất quá hiện tại đã ngã ngừng mấy trăm vạn cổ đặt ở ngã ngừng vị ngươi liền tính muốn bán cũng không kịp dịp phàm bỗng nhiên phát mấy cái khinh thường biểu tình nhà cái ý đồ nói cho các ngươi, ta liền là nhà cái. Ngươi có tin không, ta hôm nay liền muốn khiến chim non nông một trúng liền. Khiêu khích biểu tình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 40 Ca liền là có tiền tùy hứng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Người sống một trương mặt, cây sống một bộ da. Côn đồ cắt ké có thể là mặt mũi, rút đau gặp hồng. Dùng dịp phàm hiện tại tài sản, quản chi cả đời ăn uống thả cửa, đại thủ bút mua mua mua, cũng tuyệt đối là chưa dùng hết. Đến không thiếu tiền xài tầng thứ. Tiếp tục kiếm được tiền, có vì quyền thế, có vì nữ nhân, nhưng nói đến cùng, không phải liền là là cho bản thân căng mặt trang bước sao. Cổ phiếu nhà cái cùng tán hộ. Còn không phải tiền nhiều tiền ít vấn đề. Quản chi thua lỗ trên 100 triệu, dịp phàm đều tuyệt không có bất kỳ chần chờ, nhất định muốn đem chim non nông mục kéo lên đến mức tới hạn vị trí mẹ nếu là thu nạp cổ phiếu bán không đi ra dám không đem chim non nông mục mua xuống tới bản thân nuôi heo ăn tống đông nghe được Diệp phàm nói như vậy không khỏi cười Diệp phàm ta minh bạch ngươi tâm tình mua tốt mấy trăm vạn cổ lập tức ngã ngừng đổi người nào đều không dễ chịu nhưng thị trường chứng khoán liền là dạng này tán hộ tổng chơi không lại nhà cái Diệp Phàm cười lạnh. Nếu là trúng liền làm sao bây giờ? Tống Đông Ngưu tính khí cũng trên tới. Trúng liền, ta liền cầm 10 vạn khối tiền ra tới, thỉnh toàn bộ nhóm người sống phóng túng một cái. Dù sao cũng rất lâu không có họp lớp. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, muốn cực liền cực ngã ngừng cùng trúng liền. Nếu là ngã ngừng thu thị, ngươi cũng cầm 10 vạn khối, khiến mọi người hảo hảo tụ họp một chút. Hiển nhiên, Hắn cho rằng bản thân thắng chắc. Lần trước phát một vạn khối hồng bao, tâm lý nhẫn nhịn một bụng hỏa, muốn cả gốc lẫn lại khiến dịp phàm phun ra. Dịp phàm phát ra cười lạnh biểu tình. Thỉnh đồng học ăn cơm. Hảo tâm nói cho bọn họ cổ phiếu tin tức, vừa mới còn có người ở trong nhóm nói ta hại bọn họ. Lời này vừa ra, trong nhóm không ít người đều âm thầm mặt đỏ, nghĩ không ra dịp phàm sẽ như thế không nể mặt mũi nói ra. Tổng đồng viết nói vậy ngươi muốn làm sao cực? Diệp Phạm viết nói. Giống như trong nhóm liền triệu ngạn ngạn cùng Mã Chí Quân giữ lại cổ phiếu. Triệu ngạn ngạn cùng Mã Chí Quân vội vàng bày tỏ bản thân không có bán, còn đem Strenseso phát ra tới. Mã Chí Quân viết nói. Phạm ca, bảo bọc tiểu đệ A. Diệp Phạm. Rất tốt. Ta thua, tư nhân cho ngươi một trăm vạn. Ngươi thua, cầm 10 vạn ra tới khiến triệu ngạn ngạn cùng mã chí quân phân. Tống đông cả kinh. 100 vạn. Diệp Phạm phát ra khinh thường biểu tình. Chỉ là 100 vạn mà thôi, ta nói được thì làm được. Tống đông thật sâu hít hơi. Tốt đại khẩu khí. Tốt. Ta theo ngươi cược. 10 vạn đỏ sức 100 vạn, không có lý do không cá cược. Hắn đem nói chuyện phím ghi chép Srensetso, ngược lại muốn xem xem, dịp phàm thua lại không bỏ được lấy tiền ra tới còn thế nào tại đồng học nhóm bên trong lăn lộn dịp phàm đóng đồng học gờ rút cha ánh mắt ngưng tụ nhìn xem chim non nông một giao dịch giao diện đầu tư cổ phiếu nắm giữ vô số kỹ xảo cùng thủ đoạn bao gồm cao ném thấp nạp cố làm ra vẻ hù dọa địch nhân lợi dụng tin tức hấp dẫn vốn lưu động tán hộ chờ chút nhưng tất cả biện pháp đều không thể rời một cái chữ tiền tiền chữ này tại thị trường chứng khoán bên trong tuyệt đối là vạn năng nếu như không thể này là không đủ tiền nhiều mà thôi dịp phàm ý nghĩ rất đơn giản địch nhân từ ngàn đường tới hắn liền hướng một đường đi mua 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 hắn lười nhác cùng địch nhân dây dưa trực tiếp một cái một nghìn vạn cổ đại mua đơn đem tất cả đặt ở bán đơn trên danh sách toàn bộ ăn rơi vừa ra tay liền là hơn một nghìn vạn vốn trong nháy mắt mở ra chim non nông một giá sàn đồng học nhóm bên trong lúc đầu tại bàn luận sôi nổi lấy hơn trăm vạn đánh cuộc đại bộ phận đều tưởng rằng dịp phàm là thua định dù sao đặt ở giá sàn bán đơn có chừng mấy trăm vạn cổ như là một ngọn núi lớn áp đến chim non nông mục không thở nổi đột nhiên toàn bộ nhóm lập tức yên lặng như tờ lên tới mã chí quân khó có thể tin nhìn xem một cái đại đơn trong nháy mắt trống rỗng bán bản danh sách chim non nông mục liền thần kỳ như vậy mở ra giá sàn giá sàn mở ra. Phạm ca thật là nhà cái. Hắn hơi choáng tại nhóm khung chắc đưa vào. Triệu ngạn ngạn cũng là phát ra liên tiếp dấu 3.7 tỏ bản thân cảm khái. Này tòa trong đại lâu, tay nắm bàn toàn thân chấn động, cả kinh thất sắc kêu ra tới. Lão bản, này huyện nhỏ chứng khoán chỗ gia hỏa rốt cuộc xuất thủ. Hắn. Hắn quét rơi tất cả bán đơn trung lão niên người sắc mặt cũng là âm trầm đến quả thực muốn ăn thịt người một dạng hắn phẫn nộ gào thét lên tới chuyện gì xảy ra không phải nói hắn tài khoản liền chỉ có mấy trăm vạn sao ném tiếp tục ném treo một ngàn vạn cổ đi lên ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể ăn rơi bao nhiêu lập tức treo ra mật ngữ thông tri cái khác nhà cái đồng loạt ra tay mấy cái nhà cái đã bí mật đạt thành hiệp nghị lần này treo ra mật ngữ không sợ cái khác nhà cái không xuất thủ đồng học nhóm bên này tổng đồng vốn là bị kinh ngạc nhưng rất nhanh liền thấy đến liên tục có mấy trăm vạn cổ hơn ngàn cổ siêu cấp bán đơn xuất hiện rốt cuộc thở phào nhưng còn không có khiến hắn uống chén nước lấy lại bình tĩnh thần bí kia người mua lại xuất thủ mấy ngàn vạn cổ cộng lại hơn ức vốn lại bị này người mua khí thế như hồng một cái nuốt rơi cái này đã không thể dùng kỹ thuật tới hình dung đối phương rõ ràng liền bày ra pháo cao xà trận rõ ràng xe ngựa nói cho người khác ca liền là có tiền tùy hứng ca liền là dạng này đơn giản thô bạo các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc xử xuất tới ca toàn bộ tiếp trung lão niên sắc mặt đều trắng phẫn nộ gào thét lên tới điên đây là cái người điên mẹ tiếp tục ném 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 nào biết được tay nắm bàn quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn xem trung lão niên người sau đó chỉ thao tác bình phong lão bản đoán chừng là đánh không đè xuống được ngươi nhìn màn ảnh lớn trên thình lình xuất hiện một cái siêu cấp đại mua đơn làm cho người giận sôi liên tục vượt qua mấy cái giá cả điểm trực tiếp treo ở trúng liền giá lên hai ức cổ giá trị ba cái ức mua đơn gần nhất chỗ bình luận truyện bị mắng thảm các huynh đệ cho điểm hoa tươi nguyệt phiếu khích lệ dưới khiến tiểu long biết còn có độc giả duy trì vô cùng cảm tạ tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả